Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình thấy gì đây, tiếp tục với series là Evil War nhá. Link tải sẽ để phía dưới phần comment dành cho anh em nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu thôi, let's go. Uầy, wow, ăn được nhiều quá. Ăn nhiều item quá, mình phải chạy anh ạ. Xin mạng, không ăn được item thì phải xin mạng anh em. Biết sao bây giờ. Thôi, nó chạy thì không đánh lại đánh nhau thì mình cũng chịu. Mình đuổi theo nó mất thời gian lắm anh em nhá. Ui, ở đây có thằng vua này. Đấy, lại đây. Không vào luôn. Thế nên chỉ đi ăn thôi. Ăn thì mình cũng đi ăn vậy. Ok. Khó. Đấy là mình bất ngờ rồi anh em. Phát bất ngờ rồi. Có một thằng vừa mới quan sát được thêm một thằng www này vẫn chém được, vẫn có đủ tính bất ngờ này. Này đang suy nghĩ là xem chém thằng này Manticore. Đi sang bên phải, đi sang bên trái để kiếm thêm một vài em. Này. Cái này là cái mồi à. Cái mồi chúng ta dụ kẻ địch vào ăn và bắt đầu là chém à. Lại lên. Tôi lên top 1. Khá là kỳ lạ. Đợi, phải đợi chứ. Thường lao vào thì sẽ thường khá dễ oặc. Mình không lao anh em ạ. Tôi di chuyển rất chậm chạp, rất từ từ. Nhưng mà sắp bị mất top rồi. Ồ. Ồ, không vào làm gì cả. Để nó tự vào thôi anh em. Nhớ tự vào thôi. Đấy, tôi bảo là để nó tự vào thôi mà. Kinh nghiệm mấy chục năm mà đánh nhau là thế. Còn hai con thôi. Hai con này nó sẽ một bé. Mình sẽ không đuổi theo mà mình sẽ gọi là chặn đầu ấy. Và cố gắng để giảm nhiệt nó xuống. Thế thôi. Tránh đối đầu trực tiếp những con to. Để nó đuổi theo mình là đẹp. Vì có kinh nghiệm rồi. Cho có kinh nghiệm rồi. Ui ôi ôi, sao đứng đây nhờ. Vẫn tới được luôn. Mình chạy thẳng xuống dưới thì không đã chạy. Kinh nghiệm nó đi săn mình còn. Vãi đạn. Tôi dài khá đen anh em, toàn giờ 15-20 giây này khá là oẳng. Mình bị kẹp giữa hai con đấy gì đúng không ạ? Bó tay, phát đấy bó tay cũng chẳng làm gì. Chúng ta tụt phát xuống. Chém họ. Sẽ trong màn kéo trào. Khó phết anh em. Cuộc chiến top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6, top 7. Khó phết.
Cho tập trung vào bản thân mình trước á. Ngắn thế nhở, cảm giác cái kiếm nó ngắn vãi cả đạn luôn. Hơn 200.000 cả. Hơn 200.000 thì khó đánh rồi, trận này là khó chơi rồi. Chúng ta khá là đen. Kiếm thêm những cái điểm nhỏ nhỏ thôi. Kiếm thêm một vài điểm nhỏ nhỏ thôi. Kiếm thêm vài điểm nhỏ nhỏ mà cũng khó phết đấy. Còn 3 phút mấy chục giây nữa. Xin, ok. 390 mấy nghìn điểm để đấu nào được. Bây giờ nhỉ? Đang khó quá, khó, khó thật sự. Ăn được mấy con đen đen này lên được khá nhiều cấp. It's the bridge. Khó nhỉ. Kiếm mấy con đen đen để ăn không được. Phát đánh người khá tốt. Theo như mình thấy là khá tốt. Đồng quá nhỉ. Đây có thằng boss á. Quá nhỉ. Tôi còn chưa lên được cái đời cuối. Ăn nào. Ui ôi. Đời cuối rồi. Quá, đánh sao? Tập trung đi anh em ơi, còn chẳng có gì mất, đằng nào chả thua. À, giờ nếu mà không đánh thì giờ vẫn thua thôi. À, phải à vào ăn mấy con to to. Nó là điều chắc chắn rồi. Phải vào ăn, bắt buộc phải ăn mấy con to. Không ăn mấy con to là quặc. Đuổi đâu luôn anh em. Đang cố gắng mà một phút mấy chục giây này khó quá. Khó thật sự. Đây chơi thằng vua này. Ăn được thằng vua thì thắng. Không ăn được thằng vua thì thua. 30 giây. Ăn thêm một vài con nho nhỏ để có thể là đu bám theo thằng vua. Ui 700 rồi. Ui thằng nào lên được lên 700 vậy? Đánh cái em gì? Tập trung vào đánh với thằng vua nè. Vua lock. Khó đánh thế nhỉ, sang vua này. Nó 700.000 kìa. Vua đâu nhỉ? Không thấy thằng vua đâu. Rồi giờ không thấy thằng vua đâu để mà đánh. Có nhỉ? 28 giây. Thấy thằng vua ở trên đây. Ơ thằng vua nó chạy đâu à? Ảo thế nhỉ? Thằng vua đâu à? Không lên được rồi anh em. Ui giờ 800.000 luôn. Ủa, không biết thằng ấy ở đâu luôn anh em ạ. Mất tích luôn anh em ạ. Vì vua mất tích luôn. Sợ thật. Mình chết có đúng một mạng.
không tìm thấy được luôn anh em. Mà chúng ta vẫn lên được người cuối ha. Tìm được để mà đánh. Đây rõ ràng nó ở cái khu vực này mà mình không tìm thấy luôn. Đây mà sao mình lại bị trôi tận như thế này? Hỏng ma thật sự.